Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức sử dụng cái máy lọc nước ion kiềm dầu Hiro Geyser Ecota 9. Thì đây là một chiếc máy lọc nước ion kiềm dầu Hiro Ecota 9 chuẩn theo công nghệ của Nhật Bản, đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Thì cách thức sử dụng cũng rất là đơn giản, đó là chúng ta chỉ cần thao tác mở vòi là có nước sử dụng. Tuy nhiên sau đây là một số những cái lưu ý mà các bạn cần phải chú ý để đảm bảo cái chất lượng nước ra đúng theo thiết kế của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ thấy màn hình đang ở chế độ ion 3, có nghĩa là chế độ nước này là chế độ nước uống thường xuyên. Ion 1 là chế độ mà các bạn dùng tuần đầu, các bạn uống ion 1 trong một tuần để cho cơ thể thích nghi quen. Tuần tiếp theo thì chúng ta sử dụng ion 2 để uống, vào tuần tiếp theo nữa trở đi là chúng ta sẽ sử dụng ion 3, là cái chế độ nước mà pH từ khoảng 8,5 đến 9,5, uống thường xuyên. Ngoài ra thì cái ion 3 cũng để sử dụng để nấu ăn hay là chế biến thực phẩm hoặc là ngâm rửa rau củ quả. Ngoài ra thì trên máy có những chế độ nào? Chế độ pil, nó chính là chế độ nước trung tính, nó giống như cái máy nước thông thường, thì sử dụng để uống thuốc và pha sữa. Ngoài ra thì trên máy có chế độ acid 1. Đó, thì chế độ này không được uống và sử dụng để chăm sóc da, vì pH khoảng 4 đến 6 là rất phù hợp với da mặt của chúng ta, giúp cho da khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Thì đây là một cách thức mà chăm sóc hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra thì trên màn hình còn có màn hình hiển thị LED, thì ứng với mỗi chế độ thì nó sẽ có cái hiển thị tương ứng. Acid 1 thì hiển thị pil, hiển thị pil, ion 1, ion 2, ion 3. Ok, cách thức vận hành như sau. Thứ nhất là chúng ta lắp đặt hoàn chỉnh, chúng ta chọn chế độ, ví dụ như là tuần đầu tiên chúng ta chọn chế độ ion 1, thì chúng ta chọn ion 1 xong chúng ta mở vòi. Đó, thì các bạn lưu ý là khi mở vòi xong thì nó cần phải xả rửa cái nước trong buồng điện phân, chính vì vậy nó cần một cái thời gian. Thì đang hiển thị chế độ open. Đó, sau đó là 3 tiếng bíp liên tục và ion 1, thì đây là chế độ mà chúng ta có thể sử dụng để lấy nước để uống. Tương tự các chế độ khác cũng như vậy, có nghĩa rằng là lấy xong rồi chúng ta khóa lại. Đó, chúng ta muốn chọn chế độ khác chúng ta phải khóa lại, xong chúng ta chọn tiếp ví dụ chế độ ion 3. Xong rồi chúng ta mở vòi. Đó. Thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta lấy nước sau 3 tiếng bíp liên tục. Đó, chúng ta chú ý này. Ok, hiển thị ion 3, như vậy là chúng ta lấy nước để chúng ta sử dụng. Đó. Còn chế độ acid thì sao? Cũng rất đơn giản thôi, chúng ta khóa phím lại, chúng ta sẽ chọn chế độ acid. Đó. Sau đó chúng ta cũng mở nước ra chúng ta lấy. Thì đối với lại chế độ acid là chế độ nước không được uống, cho nên các bạn có thể thấy được là chúng ta sẽ lấy sau 3 tiếng bíp liên tục và hiển thị acid 1. Ok, bây giờ là chế độ chúng ta có thể lấy được rồi. Và luôn luôn có âm bíp liên tục thì nó cảnh báo cái nước không được uống. Thì đây là một tính năng rất là quan trọng. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là đối với máy ion kiềm, khi mà chúng ta mở vòi ra thì chúng ta nên uống ngay trong vòng tối đa là 5 phút. Trong trường hợp mà các bạn đi ra ngoài thì các bạn nên trang bị thêm những cái bình kín không xuyên sáng, thì các bạn có thể để trong vòng 24 giờ để đảm bảo những tính năng. Ngoài ra một lưu ý rất quan trọng là các bạn không nên đun sôi để nguội nước ion kiềm để uống, tại vì khi đun sôi để nguội như vậy nó sẽ làm mất gần như hoàn toàn những cái lợi ích hay những cái tính năng của nước. Và đặc thù của cái máy ion kiềm này là cái máy lọc nước giữ khoáng, chính vì như vậy một số cái nguồn nước mà có độ cứng cao cũng có thể xuất hiện khi chúng ta đi đun sôi để nguội, và đây là hiện tượng rất là bình thường. Nếu mà chúng ta cần xử lý cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm những cái giải pháp lọc tổng làm mềm nước hay những cái giải pháp lọc làm mềm nước tại khu vực máy. Tuy nhiên thì tôi lưu ý lại cái hiện tượng nước mà xuất cặn xuất hiện, đấy là cái hiện tượng kết tủa canxi, và đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Và canxi, magie là những khoáng chất vô cùng thiết yếu với cơ thể của chúng ta. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cái việc hướng dẫn sử dụng vận hành, các bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi bên dưới để chúng tôi có thể làm những video tiếp theo.